Là mấy cái khó khăn khi mới qua đó leader. Đầu tiên là không có giao tiếp ở ngoài được, kiểu bên đây toàn tiếng Ả Rập, tiếng Anh không à. Mới qua khó khăn cái đó. Thì vô team thì nói chung là team nó cũng hòa đồng, nó cũng kiểu bắt nhịp cho đỡ bắt nhịp á. Lúc đầu vô đỡ nói chuyện tụi nó cũng không hiểu. Nói đỡ nói mấy cái cơ bản thì tụi nó hiểu, còn nói mấy cái game này nọ tụi nó không hiểu. Cái phải từ từ luyện tập rồi đỡ phải hỏi tụi nó là cái này nó gọi là gì trong tiếng Anh, rồi nó phát âm sao thì đỡ học theo tụi nó. Team đỡ chắc có mỗi bộ đa nó có kiểu nó có tí fan, còn lại mấy đứa kia không có fan. Không follow kịp, không biết nó flash không. À, nó làm đúng rồi nhưng mà nó bình mình thì mình nó follow kịp. Cái quỳ làm mất cái đó và nó dưới nó đâu cần mất lát đâu. Dở gì đâu. Has
Your turret has been destroyed. An ally has been slain. This is my purpose. Chị, gần thách đấu nó phải đánh như thế chứ.